Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Người lãnh đạo chọn đời cống hiến. Sụt lở nghiêm trọng tại nhiều sông tại Hà Nội. Đảm bảo cung hàng hóa trong giai đoạn chống dịch. Phú Thọ khởi nghiệp từ nguyên liệu cây tre. Thưa quý vị và các bạn, trưởng thành từ một người lính cho đến khi giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong suốt cuộc đời mình đã dành tất cả tâm huyết để phụng sự Đảng, quân đội và nhân dân. Và hôm nay, câu chuyện của những người trong cuộc, những người một thời từng cộng tác, làm việc với đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ tiếp tục khắc họa rõ nét hơn chân dung một người lãnh đạo trọn đời cống hiến. Tháng 5 năm 1950, đồng chí Lê Khả Phiêu được điều động vào quân đội. Kể từ đó, gần 50 năm cuộc đời ông gắn bó máu thịt với binh nghiệp, với ba lô cây súng trên vai, trải qua những trận đánh, những chiến trường ác liệt nhất. Phấn đấu trưởng thành từ người lính trực tiếp cầm súng đánh giặc, nên khi nhắc về ông, những người lính từng gặp gỡ làm việc với ông, ngoài tình cảm cá nhân sâu sắc, còn là sự cảm phục vị tướng lĩnh tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam. Là một cán bộ chính trị, nhưng về quân sự, đồng chí cũng rất uyệt mạc. Nên chúng tôi vẫn thường nói với nhau là đồng chí Lê Khả Phiêu là một người cán bộ quân sự và chính trị là rất song toàn. Những bài viết, những quyển sách nói về cái xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, mà trong đó đặc biệt là một quân đội có một trình độ chính trị là một tư tưởng rất cao, để rồi mình sẵn sàng hy sinh tất cả để vào thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của quân đội. Sau khi đất nước hòa bình thống nhất, ông lại có mặt ở chiến trường ca. Trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam quả cảm, ông là một trong những người tham gia chỉ huy những trận đánh đầu tiên cho đến ngày lực lượng cách mạng Campuchia tự đảm đương được công việc của mình. Lê Khả Phiêu là người thực hiện đầu tiên, cái chủ trương đề xuất thực hiện đầu tiên, giúp bạn là tự giúp mình, cho nên hết mình. Khi thấy bạn làm được thì mình mới rút quân, cho nên mãi tới bây giờ tôi thấy đối với nhân dân Campuchia, đảng nhân dân Campuchia, chính phủ Campuchia cũng luôn là bao giờ rất tôn trọng. Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, dù công việc rất bộn bề, song ông luôn dành thời gian đi nhiều địa phương, thăm và làm việc với nhiều cấp, ngành, nhiều lĩnh vực từ khoa học, giáo dục đào tạo đến văn hóa, văn nghệ, báo chí, từ công tác xóa đói giảm nghèo đến giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ. Sự nhiệt huyết tận tâm ấy không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc với nhân dân cả nước mà còn với bạn bè quốc tế. Khi đồng chí Lê Khả Phiêu trở thành Tổng Bí thư, tôi vẫn đang ở Bộ Quốc phòng. Đồng chí Lê Khả Phiêu lúc này làm việc với đồng chí Khăm Tài Sư Phạm Đom nhiều hơn. Lần nào thăm Lào cũng đem theo tình cảm đặc biệt, mang theo những bài học quý giá của Việt Nam trong việc bảo vệ và phát triển đất nước, để chia sẻ cho Lào, để giúp Lào phát triển đất nước. Khi đó, chúng tôi cũng đang rất khó khăn, rất ít kinh nghiệm. Vì vậy, những bài học mà đồng chí Lê Khả Phiêu mang theo, chia sẻ cho chúng tôi là hết sức quý giá, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng nói, khi trái tim còn đập, còn cống hiến. Hôm nay, trái tim ấy đã ngừng đập, nhưng hình ảnh một Tổng Bí thư hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân thì sẽ còn mãi. Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hải Dương điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo công điện nhằm hỗ trợ ngành y tế Hải Dương trong công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp đi về từ Đà Nẵng, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bộ Y tế, cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sao Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ ngành y tế Hải Dương thực hiện xét nghiệm COVID-19. Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cử sinh viên hỗ trợ và phối hợp với ngành y tế thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện xét nghiệm. Lý do khiến việc xét nghiệm PCR cho người về từ vùng dịch của Hà Nội bị chậm so với kế hoạch là vì thiếu ống lấy mẫu. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết hiện đã có thể đảm bảo đủ que và ống mẫu, nên phải đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm PCR, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Hiện tổng số người trở về từ Đà Nẵng từ 15 tháng 7 đã lên tới hơn 77.000 người, song mới lấy được hơn 26.000 mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả trên 18.200 mẫu âm tính.
Theo Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý, như vậy mới chỉ đạt bình quân trên 5.000 mẫu một ngày. Những ngày tới phải tập trung quyết liệt lấy mẫu xét nghiệm cho người từ vùng dịch về và mở rộng cả những đối tượng chỉ định khác, đồng thời tích cực đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Đối với người dân thì là đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng, cái này chỉ đạo, đề nghị ông chí chỉ đạo quyết liệt cho và xử phạt nghiêm minh những trường hợp không thực hiện theo quy định. Thế rồi hạn chế tập trung đông người, là chúng ta cụ thể là không quá 30 người tại các cái khu vực công cộng, ngoài công sở, trường học và bệnh viện, và giãn cách nhau là 1 mét. Nhằm kiểm soát phòng tránh lây nhiễm trong các cơ sở y tế, thành phố đã cùng Bộ Y tế tiến hành kiểm tra 20 bệnh viện công lập và 6 bệnh viện ngoài công lập. Bệnh viện an toàn được đánh giá theo tiêu chí của Bộ Y tế là 22 trên 26 bệnh viện. Bệnh viện ở an toàn ở mức thấp là có 4 trên 26 bệnh viện. Cụ thể là Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Thận Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là 4 trên 26 bệnh viện. Mặc dù 2 ngày qua Hà Nội không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, tuy nhiên Ban chỉ đạo nhận định vẫn có nguy cơ xuất hiện ca dương tính mới tại Hà Nội. Đặc biệt, 10 ngày tới sẽ là những ngày trọng điểm. Vì vậy, kêu gọi người dân tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành quy định cách ly, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 75 công dân trở về từ nước ngoài đang thực hiện cách ly tập trung tại địa phương từ ngày 17 tháng 7. Trong quá trình cách ly tập trung, các công dân được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và kiểm tra sức khỏe hàng ngày. 75 công dân đã 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các công dân hết thời gian cách ly tập trung sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại địa phương trong 14 ngày tới để theo dõi tình hình sức khỏe. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với cơ quan đơn vị bố trí xe đưa đón công dân trở về từ địa phương. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Bộ Công Thương đã làm việc và kiểm tra tại các siêu thị lớn nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, tránh tình trạng hoảng loạn như đã từng xảy ra. Các doanh nghiệp cũng đã tái lập áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn hệ thống các cửa hàng trực thuộc như tăng lượng dự trữ hàng hóa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân có thể sẽ tăng, doanh nghiệp này đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần so với trước. Khi mà có phát hiện những ca bệnh trở lại từ Đà Nẵng thì được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương cũng như Sở Công Thương các thành phố, chúng tôi đã tăng cái lượng tồn kho lên gấp 3 lần so với trước đây, cũng như là làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng là tồn kho ở nhà cung cấp cũng đảm bảo khi diễn biến của dịch bệnh. Gạo, mì, dầu ăn, nước chấm, gia vị và toàn bộ những cái hàng phục vụ hàng ngày đối với lại người tiêu dùng, ví dụ như là thịt, cá, thủy hải sản, rau củ quả và hàng ngày để luôn luôn đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội, do đã có kinh nghiệm từ đợt dịch trước, nên lượng khách đến mua hàng trong những ngày này có tăng nhưng không quá nhiều. Nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị khá dồi dào. Công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng đã được tái khởi động trở lại. Trước đó, việc dự trữ hàng hóa thiết yếu của địa phương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh đã được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Hiện nay là có 5 cái kịch bản, kể cả những kịch bản xấu nhất là khi trên địa bàn toàn quốc là có nhiều tỉnh thành mà có phát sinh các cái dịch bệnh COVID-19 và các cái sở công thương phối hợp với các cái sở ban ngành liên quan và đặc biệt là các cái doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được cái lượng hàng dự trữ, đặc biệt là các cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình giá cả các mặt hàng để kịp thời chỉ đạo, ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động. Mục tiêu chung là đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, phục vụ nhu cầu người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, được vay vốn Quỹ Quốc gia về Việc làm, được tỉnh đoàn Phú Thọ lựa chọn là một trong 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Bạn trẻ Nguyễn Anh Văn mơ ước sẽ làm nên nghiệp lớn ngay tại nơi chôn sâu các rốn của mình và anh đã chọn cây tre để khởi nghiệp. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội,
chàng trai trẻ Vũ Anh Văn đã trải qua nhiều công việc, nhưng trong đầu luôn ấp ủ ý tưởng làm sản phẩm mỹ nghệ, quà tặng từ tre. Năm 2019, anh trở về quê hương Thanh Thủy, mở một cơ sở sản xuất chuyên về đồ gia dụng bằng tre với công nghệ, quy trình khép kín. Sau khi tre được cho vào lò hấp, sấy khô, công đoạn tiếp theo là chế biến thành phẩm như thớt tre, cốc, khay, hộp, đĩa, lồng tre. Cái nhu cầu của thị trường là rất là lớn, trong khi đó là rất ít người làm. Thế nên là đấy là cái điều kiện đủ để tôi làm. Cái thứ hai là cái điều kiện cần ấy thì là chính phủ cũng như là tất cả các nước trên thế giới là đang hạn chế đồ nhựa và hướng đến các cái sản phẩm thân thiện môi trường. Thì tôi đã quyết định là sẽ đầu tư vào cái lĩnh vực này. Mỗi tháng, cơ sở sản xuất đồ gia dụng tre của anh Văn sản xuất được 23.000 sản phẩm các loại, doanh thu đạt 200 triệu đồng, tạo việc làm cho gần 20 lao động, thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Từ sự đam mê sáng tạo, sản phẩm của anh được nhiều người biết đến nên đơn đặt hàng tăng dần lên. Thị trường không chỉ tiêu thụ tại các khách sạn resort trong nước mà anh còn nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Cũng đang khuyến khích trong cái mô hình này được mở rộng lên để tạo cho một cái số công ăn việc làm cho những người lao động nhàn rỗi là một, thứ hai nữa là những cái thanh niên muốn lập thân lập nghiệp để có một cái công ăn việc làm, tạo được cái việc làm cho người lao động ít nhất là trong cái địa phương. Nhu cầu của thị trường với sản phẩm gia dụng từ tre khá rộng mở. Chính vì vậy, thời gian tới, chàng thanh niên Vũ Anh Văn tiếp tục phát triển, mở rộng cơ sở sản xuất của mình lên, trở thành công ty nhằm đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, liên kết nhiều vùng nguyên liệu và áp dụng các quy trình hiện đại trong sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm. Nhận thấy hiệu quả tiềm năng kinh tế từ giống na hoàng hậu, rất nhiều hộ gia đình tại Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tìm hiểu và mở rộng loại cây ăn quả này. Bên cạnh các chủ trương của tỉnh về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên đất dốc, huyện Mai Sơn đã và đang thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã. Câu chuyện từ một người phát triển mô hình hợp tác xã cũng như làm giàu từ cây na hoàng hậu của tỉnh Sơn La. Hiện nay hợp tác xã đang bước vào vụ thu hoạch na với các giống na dai, na hoàng hậu và đang thử nghiệm trồng giống na Đài Loan. Thời điểm này, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng sản phẩm quả na của hợp tác xã vẫn bán giá ổn định tại vườn. Na dai 60.000 đồng một kg, na hoàng hậu 80.000 đồng một kg. Sản xuất theo hướng Việt Gáp thì chúng tôi có quy trình rõ ràng. Thứ hai là phun cũng như là bón phân theo một cái quy trình nó rõ ràng. Sản xuất cũng như là giả làm là giải vụ cho quả la thu hoạch dài hơn. Thứ hai là chúng tôi cũng đã đưa một số giống mới về để thay thế cũng như là mở rộng cái giống mới như là giống na hoàng hậu này. Hay là giống na Đài Nan để thay thế về cái la dai truyền thống. Sau khi được chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt Gáp, khẳng định được chất lượng sản phẩm và chuyên nghiệp trong thực hành sản xuất nông nghiệp và đã khẳng định được thương hiệu quả na. Năm 2019, hợp tác xã có doanh thu hơn 20 tỷ đồng và năm nay cũng dự tính sẽ thu khoảng 400 tấn quả na. Không chỉ phát triển kinh tế bền vững mà các thành viên hợp tác xã còn tạo công việc làm cho nhiều lao động địa phương. Việc sản xuất na theo quy trình Việt Gáp và theo hướng hữu cơ đã và đang khẳng định được vị thế quả na của hợp tác xã Bảo Khánh là đặc sản mũi nhọn của thị trường nông sản Sơn La. Đó là kết quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu và thực hành sản xuất nông nghiệp của những người nông dân. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tiêu hủy 2 lô hàng gồm 320 kg nầm lợn và 1.330 chiếc bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, số hàng trên bị Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Lào Cai phát hiện, thu giữ do không có nguồn gốc xuất xứ khi đang tập kết tại số nhà 155, đường Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt 2 đối tượng liên quan đến lô hàng 30 triệu đồng. Thành phố Hà Nội mới đây vừa ban bố tình trạng khẩn cấp khi tại các bờ các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đáy đã xảy ra nhiều sự cố sạt lở nghiêm trọng. Các sự cố này đang và tiếp tục đe dọa trực tiếp tới sự an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình phòng chống lũ, nhất là khi miền Bắc bước vào mùa mưa bão. Thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng sạt lở bên bờ sông Đáy. Khu vực này xuất hiện nhiều vị trí sạt lở,
trong đó có một cung sạt xói sâu vào tuyến giao thông dân sinh, tạo thành hàm ếch như thế này. Nhiều khu vực đã bị ăn mòn tới mức trống rỗng phía dưới đường bê tông, nhiều nhà dân bị rạn nứt. Đường ấy là coi là nó thẳng trước rồi, nó thẳng này, bây giờ nghiêng hẳn này rồi. Bây giờ nhà tôi gần đây là nó nứt đấy, như nhà bà kia là nứt, đây nó cũng nứt hết rồi. Đấy, nó nứt. Mỗi một lần mà tôi thấy cơn mưa gió lớn thì tôi chỉ có ra bờ sông, tôi chắp tay lại ông trời thương cho tôi thì được. Nếu không thương cho tôi và nó lỡ chụt nhà chụt cửa ở đây thì chúng tôi biết làm thế nào. Sự cố sạt lở tại xã Thành Cao đã diễn ra từ 2 đến 3 năm nay. Tuy nhiên gần đây, tình trạng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Người dân cũng như chính quyền xã đã tiến hành đổ đất, cắm cọc tre, nhưng do thiếu kinh phí nên các biện pháp chỉ mang tính chất tạm thời. Trong cái kinh phí thì đối với Ủy ban nhân xã thì nguồn kinh phí rất là hạn hẹp. Không thể nào mà đưa cái dự án này làm được. Thế thì chỉ tuyên truyền rất là thường xuyên và liên tục đến với nhân dân để nhân dân chủ động phòng tránh và có thể là sơ tán mỗi khi là có những hiện tượng mưa bão lớn xảy ra. Trước tình hình cấp bách trên, cùng với sự hỗ trợ của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban ngành có liên quan xây dựng các dự án xử lý tình trạng sụt lở tại các sông trên địa bàn thành phố. Cái sạt lở ở khu vực này còn cách chân đê từ 100 đến 200 mét. Tuy nhiên, ở ngay phía trong thì là khu vực nhà dân cũng như là hệ thống đường giao thông có khu vực dân sinh, dân cư rất là đông đúc. Do đó, cái sạt lở này đã ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cái đời sống tính mạng của nhân dân trong khu vực. Mùa mưa đang bắt đầu. Với hiện trạng sạt lở tại khu vực xã Thành Cao, huyện Thanh Oai cũng như nhiều khu dân sinh ven sông khác thì rất khó nói trước về mức độ an toàn. Hơn nữa, phần lớn chỉ có người già, trẻ nhỏ sinh sống thường xuyên tại những khu vực này. Vậy nên một biện pháp bền vững, đảm bảo an toàn như đắp đê, gia cố bờ kè là hết sức cấp thiết trong thời gian này. Mới đây, đồn biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với các đối tượng Lùng Văn Trưởng, Giàng Xeo Pao, Tráng A Tình đều ở tỉnh Lào Cai. Trước đó, trong lúc tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng mang quốc tịch Lào vào khu vực biên giới xã Bản Lầu, huyện Mường Khương để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng khai nhận Lùng Văn Trường là người đang làm việc tại Hà Khẩu, Trung Quốc, đã thuê Giàng Xeo Pao và Tráng A Tình đưa các đối tượng người Lào vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đồn biên phòng Bản Lầu đang tổ chức cách ly 7 đối tượng trên và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1 cả 7 đối tượng đều âm tính với COVID-19. Chiều ngày 14 tháng 8, tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khi đang lưu thông trên đường, xe chở công nhân của công ty Fuska Việt Nam đã bất ngờ va chạm với một xe container tại khu công nghiệp V-Ship. Vụ tai nạn khiến 27 công nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Từ Sơn đã cấp cứu và chăm sóc y tế cho 14 công nhân bị chấn thương phần mềm. Những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Hiện sức khỏe của 27 công nhân đã tạm thời ổn định. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương. Trước mắt, thị xã Từ Sơn hỗ trợ mỗi công nhân bị thương 1 triệu đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì tổ chức đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020, miễn phí trên phạm vi cả nước. Có 5 phim được chọn chiếu trong đợt này, gồm phim truyện Người lính thầm lặng, Công ty cổ phần phim truyện 1, phim tài liệu Làng xây đào, Ký ức Long Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, Quê lụa Tân Châu, Công ty cổ phần phim Giải phóng và phim hoạt hình Tắc kè phá án, Công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương đã kiểm soát an toàn tình hình dịch COVID-19 và phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.